Chiều qua ngày 9 tháng 2, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí đặt câu hỏi về quan điểm của Việt Nam trước việc khinh khí cầu Trung Quốc bay vào Mỹ và Mỹ cho rằng đây là khinh khí cầu do thám. Còn phía Trung Quốc thì nói đây là khinh khí cầu dân sự. Lầu Năm Góc cho biết có nhiều khinh khí cầu được phát hiện đã và đang bay ở các lãnh thổ khác ngoài Trung Quốc. Vậy Việt Nam đã phát hiện hay chưa? Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao đoàn Khắc Việt cho biết, vấn đề khinh khí cầu. Quan điểm của Việt Nam mong muốn Mỹ và Trung Quốc giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại trên cơ sở hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực và thế giới. Ngoài ra, ông Đoàn Khắc Việt cho biết chưa nhận được bất cứ thông tin nào của các cơ quan liên quan, báo chí và người dân phản ánh về khinh khí cầu lạ ở không phận Việt Nam.